Thưa quý vị, gần đây, nước láng giềng Campuchia phát hiện ca tử vong trên người do virus cúm gia cầm AH5N1 tại tỉnh Brayven. An Giang là tỉnh có đường biên giới giáp Campuchia, nguy cơ lây lan phát sinh dịch bệnh cúm gia cầm là rất cao. Vì thế, trên tinh thần cảnh giác, tỉnh An Giang đã nhanh chóng triển khai nhiều giải pháp ngăn chặn cúm gia cầm AH5N1. Ghi nhận tại khu vực cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên của tỉnh An Giang, việc lưu thông qua lại giữa Việt Nam Campuchia vẫn tấp nập với hàng trăm lượt người một ngày qua lại biên giới. Tuy nhiên, không có gia cầm hay động vật mà chỉ có trao đổi hàng hóa, thăm thân, du lịch. Đến thời điểm này, tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long nói chung, tỉnh An Giang nói riêng, không ghi nhận thông tin báo cáo về ca bệnh cúm gia cầm trên người và trên gia cầm. Theo ghi nhận tại cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên, các xe tải chở hàng hóa qua lại thường xuyên. Tuy nhiên, các loại gia cầm hay động vật đều không được qua khu vực này. Do đó, lực lượng cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên chỉ kiểm tra thân nhiệt người nhập cảnh từ Campuchia về thông qua máy đo thân nhiệt ở khu vực làm hồ sơ nhập cảnh. Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh cúm AH5N1, lực lượng kiểm dịch luôn tuyên truyền cho người dân về cách nhận biết, biện pháp phòng chống theo khuyến cáo của Bộ Y tế, giám sát các trường hợp viêm phổi nặng do virus tại tất cả các cơ sở y tế trên địa bàn. Đặc biệt, chú ý các trường hợp có tiền sử dịch tễ đi đến từ vùng dịch. Hiện nay kiểm dịch y tế ở các cửa khẩu luôn tăng cường công tác kiểm tra giám sát người nhập cảnh nhằm sớm phát hiện ca nghi ngờ. Khi mà phát hiện trường hợp khách nhập cảnh trên 38 độ có các triệu chứng sốt, ho và liên quan tới gia cầm thì trạm sẽ liên hệ với trung tâm y tế địa phương để tiến hành lấy mẫu, gửi Pasteur xác định, chẩn đoán. Thực hiện tốt công tác phối hợp với kiểm dịch động vật tại cửa khẩu để trao đổi về tình hình cúm gia cầm trên địa bàn, phối hợp tốt với biên phòng trong công tác kiểm tra giám sát người nhập cảnh. Đối với hành khách nhập cảnh sẽ được giám sát thân nhiệt qua hệ thống đo thân nhiệt hồng ngoại từ xa nhằm sớm phát hiện các triệu chứng sốt, từ đó sớm phát hiện ca nghi ngờ. Khuyến cáo người dân thực hiện tốt vệ sinh cá nhân, thực hiện ăn chín uống sôi, không tiêu thụ sản phẩm gia cầm không rõ nguồn gốc, vệ sinh sát khuẩn tay thường xuyên và thực hiện đeo khẩu trang nơi công cộng. Tại đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên đã chỉ đạo trạm, các tổ chốt trên tuyến biên giới luôn tăng cường kiểm soát chặt chẽ các đường mòn, lối tắt qua lại biên giới, vận chuyển gia cầm, sản phẩm gia cầm trái phép vào Việt Nam. Phối hợp chặt chẽ các lực lượng trên địa bàn như công an xã, dân quân, hải quan cửa khẩu, tổ chức tuần tra, kiểm soát chặt chẽ, việc trao đổi hàng hóa, gia súc, gia cầm không rõ nguồn gốc xuất xứ qua cửa khẩu nhập lậu vào địa bàn An Giang. Ban chỉ huy đồn cũng đã triển khai chỉ đạo trạm thực hiện công tác phòng chống, phối hợp với các ban ngành ở cửa khẩu siết chặt về công tác kiểm tra kiểm soát đối với dịch cúm gia cầm, thực hiện tốt cái công tác phòng chống là tất cả người nhập cảnh về đều phải qua máy cảm biến để đo nhiệt độ, đồng thời tuyên truyền cho bà con qua lại về khuyến cáo cái tình hình dịch cúm gia cầm, người dân phải thường xuyên rửa tay bằng xà phòng. Khi có triệu chứng sốt trên 38 độ, sốt, ho là cái biểu hiện của dịch cúm H5N1 thì đến cơ quan để trình báo. Bên cạnh đó, trạm kiểm dịch động vật cửa khẩu tại các cửa khẩu cần tăng cường phối hợp với lực lượng chức năng, kiểm soát chặt chẽ, xử lý nghiêm trường hợp vận chuyển gia cầm bất hợp pháp trên tuyến biên giới, buộc tiêu hủy lô hàng theo quy định. Đồng thời, tuyên truyền phổ biến cho người dân khu vực biên giới hiểu, nắm bắt thông tin kịp thời về tình hình dịch bệnh và mức độ nguy hiểm của cúm gia cầm đối với sức khỏe con người, cộng đồng, để người dân biết phối hợp thực hiện phòng chống dịch.